Đã có kết quả ADN ba nạn nhân không thể nhận dạng trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính. Ba nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ Trung Kính chưa thể xác định danh tính đã được gia đình đưa về quê nhà mai táng sau khi có kết quả xét nghiệm ADN. Ngày 26 tháng 5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy Hà Nội xác nhận đã có kết quả xác minh ADN của ba nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ 3 tầng ở ngõ sâu đường Trung Kính, Cầu Giấy, làm 14 người không qua khỏi, 3 người bị thương, xảy ra đêm 24 tháng 5. Một lãnh đạo thuộc quận ủy Cầu Giấy cũng xác nhận đã có kết quả xét nghiệm ADN của ba nạn nhân xấu số trong vụ cháy nhà trọ trên. Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, các gia đình đã đến đưa nạn nhân về quê nhà mai táng. Trước đó, 3 trên 14 nạn nhân trong vụ cháy chưa thể xác định được danh tính vì cơ thể bị cháy đen, không thể nhận dạng. Ba nạn nhân này gồm anh MNT, 37 tuổi, quê Bắc Cạn, anh LTT, 24 tuổi, quê Hưng Yên, anh VNL, 24 tuổi, quê Lào Cai. 14 nạn nhân không qua khỏi trong vụ cháy ở Trung Kính, hầu hết có tuổi đời còn rất trẻ, trong đó 11 người dưới 30 tuổi, 2 người trẻ nhất, 23 tuổi và nhiều tuổi nhất là vợ chủ nhà trọ, 64 tuổi. Trước đó, tối 25 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cháy nhà trọ 3 tầng làm 14 người không qua khỏi để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 0 giờ 46 ngày 24 tháng 5, hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe cứu hỏa, phương tiện chữa cháy được điều động đến dập lửa. Ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách mặt đường lớn hơn 200 mét. Cảnh sát phải nỗ lực kéo đường ống dẫn nước vào dập lửa, cứu nạn. 0 giờ 52, lực lượng công an đã tiếp cận được hiện trường đám cháy. Tuy nhiên lúc này, đám cháy đã lan mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện ở sân, khói, khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Cảnh sát và người dân đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ, tiếp cận vào bên trong ngôi nhà, cứu được 7 người mắc kẹt. Trong đó có 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa, ngôi nhà này được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên khu đất 205m2. Phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp điện. Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là 7 người và có 17 người đăng ký thuê trọ với 12 phòng cho thuê. Sau khi xảy ra vụ cháy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy, phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định. Thưa quý vị, tại Diễn đàn Nâng cao Năng suất Lao động Quốc gia năm 2024 diễn ra vào sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiều lần nhắc tới 6 bài học thu được từ các tham luận, phát biểu, chia sẻ của các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, nhà nghiên cứu về tăng năng suất lao động. 6 bài học về tăng năng suất lao động bao gồm yêu nghề, yêu lao động, luôn luôn học hỏi, đề cao kiến thức và tay nghề, tuân thủ kỷ luật về vệ sinh an toàn lao động, xây dựng môi trường lao động lành mạnh, bình đẳng, luôn luôn đổi mới sáng tạo, được đãi ngộ thỏa đáng về vật chất, nhất là tiền lương, phúc lợi xã hội, khen thưởng, tôn vinh người lao động. Chính phủ và công đoàn cùng các chủ thể có liên quan phải xây dựng được hệ sinh thái lao động tốt. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất, hiến kế của đoàn viên người lao động, tập trung rà soát, tiếp thu tối đa để hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định pháp luật liên quan và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu và có giải pháp tạo môi trường sinh thái tốt nhất cho đoàn viên người lao động, phát huy tính sáng tạo, đổi mới, yêu nước, yêu nghề. Trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 7 từ ngày 27 cho đến ngày 31 tháng 5, Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự, trong đó có dự thảo 4 luật, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, luật thủ đô sửa đổi và luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Trong luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, phương án rút bảo hiểm một lần hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, dự kiến sẽ là nội dung nhận được sự quan tâm của đại biểu Quốc hội. Trong ngày 29 tháng 5, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Trong tuần làm việc này, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thưa quý vị, dự án chống ngập do chiều ở thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, trễ hẹn 6 năm, phát sinh lãi vay gần 2 tỷ đồng mỗi ngày, nên nhà đầu tư đề nghị thành phố điều chỉnh vốn.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam vừa gửi đề nghị lên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án giải quyết ngập do chiều khu vực thành phố có xét đến biến đổi khí hậu, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Khởi công giữa năm 2016, dự án này có mục tiêu kiểm soát ngập do chiều ứng phó biến đổi khí hậu cho 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân ven sông Sài Gòn và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công trình đã hoàn thành hơn 90% nhưng bị vướng thủ tục thanh toán cho nhà đầu tư nên đã chậm trễ 6 năm so với kế hoạch. Theo nhà đầu tư, việc tạm dừng và kéo dài dự án do các vướng mắc tự doanh nghiệp không thể giải quyết được và cũng không thuộc trách nhiệm của đơn vị. Tuy nhiên, điều này làm phát sinh lãi vay mỗi ngày gần 2 tỷ đồng. Do đó, doanh nghiệp này đề nghị phần lãi phát sinh này phải được ghi nhận vào dự án bằng cách điều chỉnh tổng mức đầu tư tương tự cách thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với dự án Metro số 1 biến thành Suối Tiên. Thưa quý vị, lễ hội sâm và hương liệu dược liệu quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm quảng bá, bảo tồn và phát triển ngành sâm và hương liệu dược liệu Việt. Lễ hội thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế có thế mạnh về sâm và hương liệu dược liệu tham gia. Là đơn vị đồng hành với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ hội, thương hiệu trà và cà phê Đôi Dép đã mang đến lễ hội sản phẩm trà sâm đặc biệt có tên gọi là Đại Hoàng Bào. Theo thương hiệu, trà là loại cây có tính dược liệu rất cao, là vua của loại thảo mộc, đi sâu vào đời sống của người dân Việt Nam, có thể ví như là quốc ẩm của Việt Nam. Còn là sâm, với sự quý giá hiếm có và đặc tính dược liệu cao, nên sâm Việt Nam xứng đáng là quốc bảo. Việc kết hợp đặc biệt giữa hai sản vật này để tạo ra trà sâm là kết quả của quá trình nghiên cứu thử nghiệm nhiều năm của đội ngũ chuyên gia kỹ thuật thương hiệu Đôi Dép. Tại lễ hội, sản phẩm này đã nhận được đánh giá cao của các chuyên gia về dược liệu trong nước và quốc tế. Khó khăn để tạo ra trà sâm là cách thức trung hòa giữa hương, sắc, vị của sâm và trà mà vẫn đảm bảo được dược tính của hai loại này. Sản phẩm trà sâm được kỳ vọng không chỉ vươn xa ở thị trường trong nước mà còn cả quốc tế bởi nó không chỉ là một thức uống thông thường mà còn tốt cho cả sức khỏe của người sử dụng. Thưa quý vị, vào tối ngày 25 tháng 5 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra đại hội lần thứ tư Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập hội. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Séc là một trong những hội người Việt luôn đi đầu trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Cộng hòa Séc và châu Âu. Hội đã có nhiều bước phát triển tích cực với mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, lan tỏa các loại hình nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Tới nay, nhiều câu lạc bộ, các nhóm văn hóa nghệ thuật đã được thành lập, truyền tải và lan tỏa giá trị văn hóa Việt không chỉ tới đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc mà còn là người dân sở tại, làm mà phong phú thêm đời sống tinh thần cho bà con người Việt ở nước ngoài, tiêu biểu như các festival dân tộc thiểu số, đêm nhạc kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, giọng ca bolero toàn châu Âu và cuộc thi hoa hậu áo dài phu nhân. Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam tin tưởng đại hội sẽ bầu ra những thành viên ban chấp hành hội có tâm với cộng đồng, tiếp tục kế thừa phát huy những giá trị tốt đẹp trong thời gian qua, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói riêng và cộng đồng người Việt tại châu Âu nói chung, quảng bá vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.